mắt đang mà nghe tia về cơ hè sờ lố hè sờ liếu gió ơi xuống gió ơi lấm 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 nó là xa rồi chiều không tới cậu ăn bạc kiên hả còn không rồi ăn bạc kiên đi bạc kiên đi lính hơi bự rồi từ từ để tiếp. Khiên lần sau hói hói không cần tiếp đó để Khiên lần sau rồi rồi tiếp nghe chẳng ứng rồi nghe chẳng ứng rồi trễ đi 80 giây nha hơi lâu chứ mình cũng đâu biết được đâu để Khiên lần sau rồi biết thằng Nam mới tóc phải á à, nó đang ăn với con gì của mình nó đâu đây nè đang cái con này nè giấu xuống nha chẳng đúng, đúng không biết luôn đi biết luôn đi nó hai hàng chứ rồi sao lâu lâu thấy cái chết chết gì vậy nga này chặn hết thằng mất cho nó lên cái đèn nó luôn giờ ngang đây chứ hiện nay gán đép được lính na rồi bốn thằng còn lại không là auto win này ba chục giây nữa okay. lên đây đổi lên đi ăn xuống dưới boss xuống boss tép lẹ ngay ok anh đang xuống cái đỉnh rồi nghe nó chưa ăn bà lu đâu nha giờ làm giây nữa ok nha ở trên đây luôn, ở trên đây luôn. Em hỏi cần, em hỏi cần quýnh với nó ăn, em chỉ cần đứng trong trụ, em gồng đến thôi được. Thằng ai dám không gì? Giờ có kia nè. Nó chưa chưa quỳ đâu. Tôi chết tôi chạy. Có dài đâu. Bắn cái trụ chưa? Được. Về cái được không? Về cái được không? Về cái được không? Được nha. Rồi giờ họ má phải đây, giờ họ má phải đây, giờ họ má phải đây gọi lại. Anh má. Lần này phê em hay em mà em. Trời ơi tao, bởi vì tao không cần xài blue rồi gì. Trời ơi, chó rồi. Nha, đừng có vô xong nha, không lính đâu. Má bà này khó quá. Còn bỉ còn ai á còn bên hen cái gì còn đi trời ơi trời ơi về hồi máu quay đi về hồi máu quay đi này pha này mình mà lu còn không còn ấy giờ nó có ra đâu luôn đi dạ mục đích cúp nữa nha anh em ơi anh em nào kỳ cúp nhắn tin bay luôn nha mục đích cúp duy nhất nha nếu mà không xong kịp á thì mai bù còn đánh luôn cho hôm nay á đánh luôn cho hôm nay á không không trong kịp thì may rồi có em giải không hoàng không em ở lúc nè ở lúc nè với nai với nai với nai với nai biết hả không chứng anh rồi mẹ mày quyên luôn nè quyên mấy mẹ Mày ơi, đánh ở bên này đi. Hồ Vinh, mai đâu có cúp mà. Ủa mai có cúp mà. Nó dồn mà hai tuần hai ngày mà. Nó lính rồi em ơi. Lính đang lên. Lính đang lên. Từ từ. Rồi xong, nè đó. Được, được nghe, được nghe. Rồi xe áp bát luôn rồi đó. Cao quân anh, thứ bảy hàng quân mà anh. Tuần này nó dồn 2 ngày luôn em ơi. Rồi anh em này cúp nhắn tin bay nha. Còn một ít nữa, đẹp quá anh em. Gửi gửi nick chưa? Có 4 mạng đúng không? 4 mạng là đánh ạc giỏ cho, tôi vô ạc mạng nha. Em đánh ạc em được không anh? Minh Chí, nó ghi là 17 tây có lại mà anh. Anh mã gửi ạc em rồi. Anh em mà kỳ cúp nhắn tin bay nha, còn một slot duy nhất nè, tốc độ anh em ơi. Nó quay quay đâu vậy trời. Tốc độ giùm đi anh em ơi, anh em mà kỳ cúp nhắn tin qua nha. Tốc độ.
Trần Hoàng, vậy em ta bị anh vô lắm luôn có gì á. tới vô mặt mày nghe rõ. Từ từ đang kiếm nè. Chưa. Một kèo duy nhất nè anh em, gửi nít tốc độ đi. Tạo phòng trước đi. Rồi anh em nào kìa cướp tốc độ luôn nè anh em ơi. Một slot duy nhất nha, nhắn tin bay nha. Hoàng Lâm, chơi vậy ai chơi lại? Gọi vô nè. Rồi. Vũ Đình Việt, hello anh. Hay đổi nick cái. Rồi gửi nick này cho. Rồi gửi nick này cho Tài nha. Đây là. Có gì chia sao nha, cái 4 nick thì chia 4 nha. Rồi đánh rồi. Đi, cái đánh đi, cái đánh đi. Rồi, em chơi ảo của em hay sao? Hay nào? Ờ em vô lại nick nào đi Hoàng ơi. Rồi đó Tài vô Tài ơi. Mình copy được không mà trời ơi. Trời ơi trời lộn mẹ làm một đống công chuyện rồi mẹ. Rồi vô nè, vô nè quay đi. 548895 548895. Rồi đó, lên đó nha. Nhật Vi kêu chồng yêu của em đi anh. Đang vô, đang vô. Nó xây mi lại vậy? Rồi 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 làm rập 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 luôn đi Nhật Vi alo kêu dùm y sư đi đáp chưa. Rồi, đi gấp. Ai vậy? Invisible là ai vậy? Mã hả? Tôi giúp mã. Đánh xong trận thứ 2 là khỏe rồi đó. Trận thứ 3 là 59 cũng được nữa. Kẹp mà 30 phút rồi, đâu có căng đâu. Mình đã lớn hơn 1 triệu. Bà ra cái ghê vậy? Vậy là tính ra ngày mình đánh 5 nít luôn. Phương Võ Hồng, sao không thấy chơi ơ cao em vậy anh? Sao không thấy chơi ơ cao em vậy anh? Phương Võ Hồng được cái lồn gì vậy trời? Đụng mẹ sao hỏi cái lú ngang vậy? Ủa có cày không Phương Võ Hồng? Ủa em có cày không? Vậy trời. Phương Võ Hồng sao mà sáng giờ anh không có ấn tượng cái tên của em lắm, em có cày anh đâu, em có cày không? Không có nghe mẹ. Phương Võ Hồng. Ủa em có cày anh đâu em vẫn chơi vậy. Phương Võ Hồng, có mà em chuyển khoản rồi mà. Phương Võ Hồng em chuyển khoản rồi mà, đâu em nhắn tin anh đây. Sao mà nãy giờ có gãy cấm kìa, cấm kìa, cấm kìa, cấm kìa, cấm kìa, cấm biết kìa, cấm tôi lên đây, cấm tôi lên đây. Em. Lỡ xe rồi. Cấm tôi lên đây, cấm tôi lên đây. Hoàng Giang, hỏi cái tên nửa người. Đang chạy anh Tùng ơi, đang chạy anh Tùng ơi, sắp xong anh Tùng ơi. Yên tâm nha anh, yên tâm nha anh. Nghe anh Leona đi đi ra ít gặp em đó. Mã Nhật Tân, anh Mã sao dị sót rồi à? Không, Phương Võ Hồng nó giỡn á. Chứ đâu có lấy tin nhắn nó trong mail đâu.
Mày giỡn kỳ tụi mẹ vậy. Chắc mày tụi giỡn mẹ thôi. này cũng biết giỡn chứ sao Giỡn thôi mà kỳ giỡn cục vậy kỳ trời. vậy. Lướt nãy giờ có thấy Phương Võ Hồng đâu trời. Hồ Thanh Tùng, ok. Có không Hồng đổ phải không? Có không? Tao nhắn tin anh ơi. Nếu mà có anh sót thì mà anh bù cho. Giỡn chơi giỡn ngay thiệt. Trời ơi, bên này nó chát cái muốn chơi sang trắng ngang vậy á. Giang Chan, chào ma. Màn không có phù hiệu á. Ở phù hiệu á em, Giang trời nha. Ơi, quá trời là Hoàng nghe Hoàng. Sao vậy? Em nghe phù hiệu của đấu khí hả em? Ủa, có nè, Hú Giang Hồng có nè. Rồi luôn. 7:55 sao hả Lê sót kia ta? Trời ơi trời, chết rồi, hồi nó vô đánh rồi còn chậm Lộc mình Nguyễn, lóc ạc một cấp bao nhiêu thí mã? BB thí Minh Phương à. Cực kỳ mong anh. Để rác có gì còn này mà chắc không kịp đâu. Bây giờ ai đưa xẹn xem nó Hoàng xong trận này Hoàng ao. Anh cứ gửi chơi đi. Một trận cuối đánh được. Cuối thì nếu mà 8 phút kim thì kịp á. Linh Linh, kể tới mấy giờ mới hết giờ vậy mã? 8 phút kim. 3 game là 24 phút. Hình như sót ngày cũng Võ Hồng rồi. Ủa sao không thấy tin nhắn người ta? Tin nhắn nó nằm ở đâu người ta? Nhắn tin nó mới hiện lên thì sao? Trời này ai nhận cái trời. Còn cái gì mấy bù nha Hồng ơi. Trời ơi chết luôn rồi. Có gì mai bù cúp. Mai cũng có cúp luôn nha Hồng ơi. Mai đánh cúp mai nha. Mai xếp Hồng 4 cái quần nha. Mai đánh cúp mai nha. 4 quần Hồng nha Hồng. Ủa sao sót đứt Hồng người ta? Hà Lê ơi em chết giùm ơi, cái nít hồng có gửi cho ai không vậy? Sao sót nít hồng người ta? Có chừng gửi bên cáo cộng hay gì á? Có Nguyễn Hồng Sơn, đưa Hà Lê quánh đi. À Hà Lê ơi, gửi bên bên kia hả Hà Lê? À, Hồng ơi yên tâm Hồng ơi, vô có gửi Hồng ơi. Hồng ơi có gửi nghe. Yên tâm Hồng ơi, trời ơi. Nãy vợ tôi chết chứ tôi không có chết. Đừng có vô nha Hồng. Tần Mino, chết con đèo mị rồi. Trời ơi trời, tại vì hơi gói nè. Tại nhận nhiều quá không nhớ. Còn nào nó sống về, chạy về đi, chạy nhiều luôn. Chết á, đừng có thăng lít. Nó lui tới vậy. Mã Nhật Tân, trời ơi người ta gửi nick cho để hết rồi anh mã làm gì? Trời ơi trời ơi xong rồi Hồng ơi, xong hết rồi Hồng ơi, ạ không không rồi nghe. Trời ơi vợ tôi nhận, trời ơi vợ tôi nó chạy nó solo không biết. Hà Lê hay thiệt á. Ủa sao mình lấy cái link? Hà Lê solo 4 nick, Hà Lê solo 4 nick không biết luôn á. Hiểu đích, trời ơi, trời kỹ nghe, kỹ nghe. Kỹ nghe. Xong rồi Hồng ơi, ạ xong rồi nha Hồng. Còn tại vì tới mười mấy tìm rồi Hồng ơi. Hà Lê solo hả? Rồi. Trời ơi sao đi đường đó vậy? Solo nó chiều. Trời không thấy nó đó em. Bà xã mã năm bờ hén. Ta đang xuống hả? Tăng được không? Quỳ xuống. Nó ăn luôn hay ghét trước vậy? Tăng luôn hay ghét trước vậy? Ăn ghét luôn trước anh, luôn trước anh. Mình vừa cấp chết xong rồi. Không, nãy giờ bắt được. Hiếu Đức, đêm nay mã thua vài tỷ lẫy anh em hả? Cái đường này nó ngoài xong rồi nó bệt bệt em. Em kêu coi chừng hả em? Biết đâu bất ngờ. Ê được được nghe bắn gần nãy tôi bắn cũng có 2000 máu rồi. Cái chủ là công ty gì mà làm ăn bê bối quá vậy anh? Trời trời muốn sập luôn kìa mẹ. Mày mày có khiên là sập rồi. Tôi bật khiên tí ngủ. Có đông đến tới luôn vậy. Rồi xong rồi. Rồi luôn rồi thôi. Cho hỏi ngay do gãy cắp nào chứ anh em? Thằng luôn rồi tao làm hết rồi nha. Được không? Câu này vậy đâu. Chứ nó làm gì rồi rồi vậy. Kỹ kỹ nghe trời ơi. Ra mất tóc bí nè. Vô một nhà thôi nghe. Chơi với em. Gì đâu mà trống đây vậy.
bốn con thằng nó đi mà nó không chết ta.